cả gia đình hoảng loạn khi ô tô bị ném gạch trên cao tốc. Quý vị và các bạn thân mến, vào khoảng 21 giờ tối ngày 26 tháng 3, một vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn qua cầu vượt gần nút giao thông Yên Bình, thị xã Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên, khiến một gia đình ngồi trên ô tô con bị hoảng loạn. Theo đó, vào thời điểm trên, một gia đình đang di chuyển trên một chiếc ô tô con bất ngờ bị ném gạch vỡ kính trước. Viên gạch rơi vào bên trong xe, nhưng rất may là không có ai bị thương, tuy nhiên mọi người đều hoảng loạn. Là người lái xe chở gia đình, anh Trần Trung Ngọc kể lại, khoảng thời gian trên, anh chở vợ và con nhỏ lưu thông theo hướng từ Hà Nội đi Thái Nguyên. Khi qua cầu vượt, gần nút giao Yên Bình, bất ngờ xe bị một số đối tượng ném đá. Lúc đó tôi đang chạy xe với tốc độ khoảng 80 km/h, thì bất ngờ thấy tiếng rầm lớn vang lên. Tôi giật mình phanh xe lại, thì thấy viên gạch lớn văng sang bên ghế phụ, kính phía trước lái vỡ mảng lớn. Vợ tôi vô cùng hoảng sợ, không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Anh Ngọc cho hay, rất may mắn là viên gạch không văng trúng người tôi. Nếu viên gạch trúng tôi, người đang điều khiển xe, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình tôi nữa. Vợ và con tôi may là không bị thương. Sau khi sự việc xảy ra, anh Ngọc đã gặp cảnh sát giao thông và trình báo sự việc. Anh Ngọc đề nghị, hành động ném đá vào xe ô tô đang chạy trên cao tốc cực nguy hiểm, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tôi đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, tìm ra đối tượng ném đá xử lý nghiêm. Liên quan tới vụ việc, trao đổi với phóng viên ông Lại Huy Xuân, phó giám đốc công ty 238, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên xác nhận, vào tối ngày 26 tháng 3, trên tuyến đường do đơn vị quản lý có xảy ra vụ việc xe ô tô bị ném gạch đá. Khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử cán bộ tới hiện trường nhưng không gặp được lái xe bị ném đá. Ông Xuân khẳng định, hiện tại chúng tôi đang phối hợp với công an thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên làm rõ đối tượng ném đá xe ô tô trên cao tốc.